Bây giờ thì mình thử một cái bánh nè, để xem cái độ giòn nó ra sao. Bánh ngon, bên trong rất ngon. Mình bẻ mình sẽ thấy nó giòn đó nè, đó giòn như vậy đó, rất ngon luôn. Bẻ nữa nè, đó nó giòn. Bẻ thêm như thế này. Tiếp theo cái bánh quẩy, bánh churros Tây Ban Nha. Hôm trước Vinh Khuyên chia sẻ là không có trứng, bánh chay. Thì hôm nay Vinh Khuyên sẽ chia sẻ với lại anh chị em và các bạn cái bánh này có trứng, có sữa. Là bánh này nó béo hơn. Và đây là cái bánh mà người ta làm để mà bán ăn ngay tại chỗ luôn. Thành thử ra là nó sẽ giòn lúc ăn thôi. Còn sau đó mình để mà lâu lâu là nó không có giòn. Nếu mà muốn giòn thì anh chị em và các bạn sẽ làm cái bánh không trứng nha. Bánh hôm trước Quỳnh Khuyên đã chia sẻ đó. Và để cho cái bánh có thể có độ giòn thêm một chút thì thay vì làm mình làm sữa toàn bộ thì Quỳnh Khuyên sẽ sử dụng vừa sữa vừa nước. Mình có thể làm hoàn toàn với sữa cũng được. Cái này là do mình muốn nó giòn thì mình sẽ pha hai loại là 100ml sữa, 100ml sữa hoặc là 100g sữa cùng với 60ml nước, tổng cộng là 160. Một phần 2 teaspoon muối, 60g bơ không muối. Nếu như mình sử dụng bơ có muối thì mình sẽ không cho muối. Bột mì đa dụng Unpurpose Flour, bột mì Plant Flour, bột số 11 hoặc là số 45. Mình sẽ cho vào đây là 100g. Ngoài ra mình sẽ còn có vani và hai cái trứng. Hai cái trứng là 130g. Ngoài ra là mình sẽ còn có 1 teaspoon vani, vani dạng nước. Rồi cái phần mà mình nhúng vào bánh đó thì mình sẽ có sim sugar hay là đường quế. Đường quế thì cái này là mình mua sẵn luôn, người ta đã làm sẵn. Nếu không có thì mình sẽ sử dụng 1 teaspoon quế, mình pha cùng với lại 30g đường, mình nhúng vào. Những cái bát bánh là những cái đưa to. Đây là 853 hình này. Và hoặc là cái đuôi này, đuôi số 6B. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng cái đuôi nào mà nó to to một chút. Bởi vì nếu không là mình bắt không có nổi do cái bột nó đặc đó. Giống như trong làm bánh xô hôm trước mình khuyên chia sẻ, nếu mình làm cái nhỏ quá đó, một số bạn khóc luôn á, bởi vì là không có cái đuôi to thì bắt nó rất là cực và nó mệt. Thành thử ra nhớ là mình mua cái đuôi 16mm nha, đường kính từ đây đến đây đó. Mở bếp lên và đun cho bơ sữa muối tan. Mình sẽ để lửa trung bình, không thôi là nó sẽ văng bơ. Bánh này nó là một dạng giống như là bánh su kem vậy đó, nhưng mà nó có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, nó gọi là churros. Rồi sôi đây, mình sẽ hạ lửa xuống trung bình. Bây giờ thì rây bột vô, rất là dễ làm. Và một số các chị em cũng đã làm rồi, nhưng mà bên cạnh đó có một số chị em chưa có rõ và muốn Vinh Khuyên chia sẻ. Mình thử ra hôm nay Vinh Khuyên làm, nhà mình nhiều người đó thì mình sẽ làm 3 cái, còn không mình làm giống Vinh Khuyên là 2 cái thôi nha. Nếu mà làm nhiều quá sẽ ăn không hết. Người Đức gọi cái bột mình đang trộn đó, người ta gọi là Brandteig, tức là cái bột như thế này. Vẫn đang để lửa trung bình số 4. Và khi mình nhìn mình thấy trộn đều hết rồi. Như vậy nè, là mình tắt lửa. Tiếp tục mình sẽ đánh. Đánh cho mạnh ra. Cái này nếu mình làm nhiều đó thì mình sẽ sử dụng máy tiện hơn. Ví dụ như mình làm nhiều mà mình có kitchenette á, mình có thể như thế này nè, bột xong rồi thì mình sẽ cho vào trong kitchenette
mình đánh và cho trứng vô thì nó nhanh cho mình. Không thôi thì mình sẽ phải đánh bằng tay. Đánh bằng tay thì nó hơi lâu một chút và hơi cực. Mình cũng có thể sử dụng cái máy hand mixer, là cái cầm tay đó, cái phần trộn bột đó, mình đánh cũng được. Rồi, như vậy là được rồi. Cho một trứng vô. Lúc này cái phần bột của mình nó cũng hơi còn ấm ấm. Mình sẽ đánh đều, cho đều hết cái phần trứng với bột nó thành một khối. Xong rồi sau đó mình mới cho cái trứng thứ hai nha. Bánh này mình làm ở nhà đó, nó rẻ tiền lắm luôn á. Mà mình đi ra tiệm mình ăn rất là mắc. Giống như khi mình đi ra tiệm đó, một cây người ta bán một đồng mấy luôn. Hoặc là ba cây mà bán 4,50 đồng. Trong khi đó ở nhà mình làm ra quá trời luôn mà chỉ tốn mấy chục sen. Khi nó đều rồi nè, như vậy thì mình sẽ cho cái thứ hai vô. Và cũng tiếp tục như cái ban đầu lúc nãy, mình đánh cho nó đều lại. Đánh mạnh nha, cho bột nó có cái độ bông đó. Từ từ mình thấy được rồi nè, sắp sửa kết thành một khối rồi. Tiếp tục quậy mạnh nha. Rồi, như thế này, mình sẽ cho vani vô 1 teaspoon. Cũng có thể cho đường vani. Sau đó đánh đều. Thơm quá. Cái cây silicon mà mình khuyên đang đánh nè, thì nó cứng. Nếu mà nó mềm là mình khó đánh cái này lắm. Rồi, bây giờ nó gần được rồi đó. Cho dầu ăn vô để chiên. Bánh này thường thường mình đi phố đó, người ta sẽ bán rất là nhiều, nhưng mà bán rất là đắt luôn. Khi mà mình đi mua bánh ở ngoài thì người ta sẽ có cho mình những cái sự lựa chọn, ví dụ như là cái Nutella hay là cái sô-cô-la, hoặc là cái đường bột, hoặc là cái đường có xiên quế đó, tùy theo mình chọn. Nếu như mình có cái đồ mà bắt bánh bích quy, mình cũng có thể lấy ra làm được luôn nha. Cái cookie đó, miễn sao là nó có cái đuôi sao là được. Tùy theo mình thích cái đuôi nào thì mình có thể chọn nha. Khi dầu nóng, mình sẽ hạ lửa xuống. Và bây giờ thì bắt bánh vào. Vặn cái đầu này lại, nó không nó trào đâu ngoài. Rồi, một tay bên phải mình bắt bánh, tay bên trái thì mình cầm kéo, để khi nó đạt cái kích cỡ vừa ý thì mình sẽ cắt. Tùy thích nha, dài bao nhiêu thì mình cắt bấy nhiêu. Không có nặng bằng cái bánh mà hôm trước mình Phiên chia sẻ đâu, cái này nhẹ hơn. Rồi, mình đẩy nó ra không thôi là bị dính lại đó. Mình chưa quen thì mình làm từ từ thôi. Mình trở chứ không là nó dễ bị cháy. Sau đó tiếp tục nè. Đây là cái khuôn này nó to, thành thử ra mình bắt rất là nhẹ. Còn nếu mà mình làm cái khuôn nhỏ đó là chắc là thở luôn đó. Cái này mình khuyên vừa bắt vừa nói chuyện được, có nghĩa là nó không có nặng nha. Nếu mà anh chị em và các bạn nào mình chưa có cái khuôn to thì mua cho mình một cái
vuông, à, cái đuôi dollar. Bếp mình đang để số 6 đó. Rồi, từ từ nó vàng lên nè. Bánh này mình nhớ là không cho đường, bởi vì khi mình cho đường là nó dễ bị cháy. Muốn cho bánh giòn thì hạ lửa xuống trung bình, số 6 hoặc là số 5. Mình chưa quen thì mình sẽ chiên từ từ thôi, không thôi là dễ bị cháy. Sau khi mà mình chiên cái nào chín rồi đó thì mình sẽ vớt ra, mình bỏ lên vỉ ra nha. Tiếp tục nè. Muốn bánh giòn thì chiên chậm. Đuôi 853 là ra những cái đường như vậy. Còn cái đuôi mà số B thì nó sẽ ra hình sao. Và chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra và mình để đứng lên vậy nè, cho nó chảy xuống nha. Bánh này cũng vàng luôn, vớt ra. Thì cái phần bánh lúc mình vừa chiên xong nè, mình sẽ nhúng qua đường. Bây giờ nó còn đang nóng, mình thử mình cho đường thì nó dễ hút cái đường vô đó. Tùy thích có thể cho nhiều hoặc ít nha. Màu hấp dẫn ghê chưa? Nè, là bánh giòn. Và tiếp tục mình bắt cái này vô. Bây giờ mình bắt cái hình sao, đuôi sao. Không có nặng khi mình sử dụng cái đuôi này. Đẩy ra nè. Rồi cái bánh này cũng vàng, vớt ra luôn. Nhìn ở trong chảo mình sẽ thấy có cái nhỏ, cái lớn. Đây là cái cùng một cái khuôn nhưng mà nó nhỏ hơn nè. Mình khuyên chia sẻ cái cách để làm cho nó nhỏ, tức là mình sẽ đưa cao lên mình bắt, giống như mình làm bánh canh vậy đó. Khi mình đưa cao lên thì nó chảy bột xuống là nó nhỏ. Còn mình muốn lớn thì mình bắt gần chảo. Và màu được rồi, mình vớt ra luôn. Vậy như vậy là mình Phiên vừa chia sẻ xong đến anh chị em và các bạn churros có trứng. Là mình Phiên chúc ai cũng thành công, làm ra ngon, bằng thật là ngon bánh này nha. À, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Đây nè, nhìn rất là ngon. Bánh này gọi là quẩy thần Tây Ban Nha. Bây giờ thì mình thử một cái bánh nè, để xem cái độ giòn nó ra sao. Bánh ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Cái bánh này kinh nghiệm đó, nếu mà mình muốn chiên cho nó ngon thì mình sẽ chiên ở lửa vừa thôi, trung bình. Và cái khuôn mình bắt nó vừa luôn, tức là mình dơ cao lên để cho nó nhỏ, giống như cái này là vừa nè. Bên trong rất ngon. Mình bẻ mình sẽ thấy nó giòn đó nè. Đó, giòn như vậy đó. Rất ngon luôn. Bẻ nữa nè. Đó. Bẻ thêm. Như thế này. Đây, ngon chưa?